Lưng. Chào khán giả mày. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hai anh em tụi mình lại tiếp tục quay vlog nữa nha các bạn. Hôm nay hai anh tụi mình làm đùi gà chiên xốp su cay khổng lồ nha các bạn. Ê Lưng, bây giờ có đùi gà xốp su cay rồi, giờ tao mày chơi trò chơi này đi. Trò chơi gì mới được chứ? Bây giờ một người năm trăm, hai người một triệu. Ai ăn đùi gà mà trụ lâu á thì người đó chiến thắng, ai ăn mà không nổi á thì thua, thì mất 500. Vậy thôi. Nhìn mặt không biết sợ rồi. Chơi chơi. Vớt. Đưa 500 mày đi. Nữa hả? 500 nè, lấy đi. Chưa chơi sao mà biết. Ây da. Đưa tiền mày. Có 1 tâm mà được không? Thiếu 4 tâm. Khỏi mày. Làm cũng lề về. Đưa đây tao kiểm. Chứ mày chơi ăn gian dữ lắm. Tiền tao thì khỏi kiểm, tao chơi cũng bằng lắm. Đó, tiền để đây nè. Ai thắng thì lấy triệu nè. Lõm. Lõm, dứt. Hai anh em tụi mình ăn nha các bạn. Mời các bạn ăn cùng với hai anh em tụi mình nha. Mời đây các bạn. Quất. Sao mày không ăn đi? Sao mày không ăn đi? Mời đây các bạn nha. Xốp cay quá các bạn ơi. Nó không đủ cay đâu. Chết cả bá luôn. Quá ngon rồi các bạn. Nhiễu. Ơ, đồ của bạn ăn mấy cái lần? Gần chục cái. Đủ, ghê à. Quá nhiều chất mắt nằm tầm quá ta. Cà sống nè, ăn vô. Mình chơi khôn lắm, mình ăn tèm tèm cho nó đỡ no hơn. Cảm ơn mình nói luôn. Ngon. Ngon quá các bạn ơi. Bao cay luôn. Mà ăn xong một cái nha các bạn. Tới cái thứ hai. Mình cũng trong một cái luôn. Mà ăn hai cái không muốn no các bạn. Ăn miếng cơm sống này các bạn. Ăn rau ăn bò ăn. Ôi trời miệng ăn luôn. Thank you.
Mình thấy mình ăn có hai cái mà mình muốn no đấy chứ. Không biết mắt Tâm Tâm nói kìa. Chưa biết nữa. Thôi vậy tôi nghĩ chờ tôi lấy Tâm Tâm tôi bỏ túi tôi cũng ăn đó. Ừ, ăn súng mà. Thấy sao không? Hai cái nha các bạn. Cái thứ ba nha các bạn. Hai cái nha. Toàn cái thứ ba rồi, giờ mới có cái thứ hai. Ôi, ăn trúng nó ớt rồi các bạn ơi. Rau bẻ, bẻ ngang. Đừng quá. Không biết hai mình ăn hết dây hùng các bạn. 20 cái rồi. Ăn chúng mới ớt cài quá. Nó cay quá các bạn ơi. Đúng là siêu cay rồi. Siêu cay mà không cay. Nó ăn lên nhìn hoài á. Cái thứ tư nha các bạn. Quá đã các bạn. Muốn tới lắm rồi đó. Mình có 3 cái. Mình có 2 cái, nó 3 cái rồi, chuyện này mình thua nữa quá. Giờ thằng này ăn 10 cái trước rồi nó thắng đi. Hứng ngứa miệng nữa thôi. Ê, chiếc xe tôi hết xăng rồi, cho tôi xin 100.000 chút đổ xăng rồi, chứ lỡ tôi thua. Kệ, hết xăng rồi đẩy bộ có đâu. 50 cũng được đó. Hết xăng đẩy bộ. Mấy em là mình phải cái chốt vậy đó. Cái nó không có cái nào nhỏ hết hơn vậy. Bự bự không hả? Không có lộ mà đã gọi là khổng lồ mà có cái nhỏ. Mất cổ à. Cái đó không tính. Cái đó không có tính. Lâm lan. Không tính. Chắc bỏ cuộc quá các bạn, ăn hết nổi nha. Nó chơi khôn mới ăn từ từ.
À, không nói thì bỏ cuộc đi chơi, cố gắng ăn. Mà đâu bỏ được. Ăn trúng ớt nữa. Dạ. Này ăn có mấy cái à, tao ăn đây rồi thấy không? Được đâu. Xương cũng dặn luôn. Cà chua bữa nay ế rồi các bạn. Bốn cái nha bạn. Cái nào nhỏ ta? Này đi. Đến gì kìa, thằng này kỳ bay xương để ra để dành cho chó buôn ăn mà mày cũng dành cho nó nữa. Thôi mày hết thuốc chữa rồi, thôi trả xương cho tao. Con chó cũng dành ăn nữa. Thơm rớt. Dạ mới kết một cái. Cái bự nè. Không phải ăn cái bự. Không ăn đi, mình nhìn cái đống xương tao hoài mày. Ông nói đống xương này để dành cho chó buôn ăn nghe chưa? Dành hoài. No dữ lắm, no các bạn ơi. Không nói bỏ cuộc đi. Nhìn mặt hay là biết tới hả mày? Không ăn vô. Tao ngừa mày ăn trước à. Ai mượn? Thôi mình gác ăn đủ 10 cái mình thắng luôn các bạn. Có 4 cái à. Nó xỉu lên xuống rồi nó 10 cái. Mày không ăn chút mày hư lắm. Gánh chịu. Ớt cay quá các bạn.
Rồi ăn đi làm gì? Chắc ăn súng quá. Ăn hết nổi rồi các bạn. Thôi, mình chịu thua đó. Bạn thắng đi. Hai, bốn, năm. Hai, bốn cái. Quá là no, ăn hết nổi. Vậy là tôi thắng, tiền này là của tôi. Lấy đi. Ủa Lân, bạn thắng rồi, bạn lấy tiền đó làm gì Lân? Hả? Bạn lấy tiền này để làm gì? Lấy tiền để dành hết dịch đi chơi. Thôi, hai anh em tụi mình tạm ngưng video tại đây thôi các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để anh em mình một like và một đăng ký ủng hộ hai anh em tụi mình nha. Chứ hai anh em tụi mình ăn hết nổi rồi. Xin chào các bạn.